không lọt vào trong đâu cả. À, không biết, không hiểu. Chỉ có cái nghi tịnh nó mới không lọt vào cho cô. Còn ngoài ra tất cả đều phải lọt vào cho cô. À, cho nên tham thiền cần cái nghi tịnh đó. À, thì cái nghi tịnh đó là cái chỗ automatic đó. Cô thứ nhất nó cũng quét, cô thứ nhì nó cũng quét, cô thứ ba nó cũng quét, cô thứ tư nó cũng quét. Thì tự nhiên nó lẹ tới cô. Nó không lọt vào cho cô. Ngoài ra nói cách nào cũng phải lột vào tư cú. Nói cũng lột vào tư cú. Im lặng không nói cũng lột vào tư cú. Thì đó, cái ngã tư cú là vậy đó. Cái thứ nhất là cái việc mà bên trong á. Vì như cái thứ nhất á. Thì có chút hỏi mà mắt mở á. Dễ nảy sinh trực tưởng. Còn trong lúc nhắm mắt chú tâm được thành lại đó. Thì một hơi là chúng ta không cần sử dụng. Còn cái điểm thứ ba nữa đó là nếu hỏi liên tục á thì nó lại trở thành giống như là niệm, không còn là câu hỏi. Thì cái sự dụng công trong ba điểm đó thì không rõ là đúng hay sai với cái đường lối dụng công của bên cái pháp môn. Cái thiền á, lúc mà bên tăng loạn á thì mở mắt á, mà tăng loạn là phải nhắm mắt á, rồi á hung chạm á thì phải mở mắt á, cái đó là cái thường. Nhưng mà không có tăng loạn, không có hung chạm á thì cũng là cái bằng đơn hàng, cái bằng thời liêm, tức là không có mở lớn cũng mà không có nhắm, tức là nó cái gì không biết nói. Mở mắt ra. Cái thứ ba đó, thì hỏi liên tục cái nó lại trở thành kinh nghiệm. Cái bây giờ đó, mình nếu mà không có nghi tình á, hay là có nghi tình gì đó, mình mặc kệ đừng có biết tới, cứ hỏi tới hoài, cứ hỏi. Cứ hỏi tới hoài. Nhưng mà đừng có hỏi mau quá, mà cũng đừng có hỏi chậm quá. Hỏi vừa vừa thôi. Hỏi vừa vừa thôi. Và trong lúc hỏi coi như là không có trụ nơi ở bất cứ là bước đi hay là hơi thở, là không có trụ ở bất cứ nào. Không lễ ý hơi thở. Tất cả đều không có lực lễ ý. Không lực lễ ý vọng tưởng. Tất cả đều không có lực lễ ý. Có cái thấy cảnh giới gì đó đẹp cũng đừng có để ý, cái cảnh giới gì mà khủng bố cũng đừng có để ý, tất cả đều không được để ý. Thường thường á, nếu mà mình buồn ngủ quá, nó hung trầm quá đó, thì lấy nước lạnh rửa mặt. Nếu còn ấy đó thì phải kinh hành hoặc là kiếm công việc để làm. Mà mình lăn làm việc á, tham là giúp tốc. Tổ sư dạy mình mà đúc cộng mà tham đó. Cũng như mà tổ sư á không cho mình mà kiếm một chỗ gián lạc mà ngồi để tập. Muốn mình ở trong mà ồn ào động đó mà tập. Ở chỗ động tập á, thì nó lô, lô mà lô nhập. Còn ở tịnh á, ngồi tập thì nó mau nhập. Cũng như mà ở chỗ gián lặng mà ngồi tập có thể một tháng nhập được. Còn ở động tập á, có thể một năm mới nhập được. Nhưng mà một năm nhập được á, 3 năm có thể chân tánh. Còn một tháng mà nhập được đó, 300 năm không được chân tánh. Muốn mau á, lại chậm. Cho nên á, tổ á, không cho mình mà ở trong tịnh á, chán lạc mà tập. Nhiều người sơ cơ nói là phải ở trong tịnh tập mới được, ở động tập không được. Mặc dù tập không được nhưng mà lâu ngày cũng được vậy. Thì ở trong động tập nó khó mười mấy lần, nhưng mà tới chừng mà tập được rồi đó thì nó mau. Ở trong tịnh tập mặc dầm không nhập nhưng mà
khó hy vọng chấp tăng. À, nó lại lâu nữa, lâu hơn nhiều lắm. À, cho nên tổ dạy mình phải ở trong lột mà tập, đừng có ở trong tiền mà tập. Là hay giữ nghiêm mặt, nhưng mà giữ nghiêm mặt thì nữa, nhưng mà nó cảm thấy cho nó giờ có nó quên mà ăn cũng quên lắm, ai mời ăn thì mời thôi, còn tới tập ai muốn hỏi không hỏi thôi. À, lần gì vậy cái đó có sao không, cái đó là cái quên, nó là tiến bộ. À, quên là tiến bộ, quên là quên cái vật ở ngoài, nhưng mà cái thoại đào đó không có quên. À, quên cái vật ở ngoài đó là quên nhiều chừng nào là tiến bộ nhiều chừng đấy. À, bởi vậy á, cũng như mà cũng lại quả chừng xưa đó, tới cuối cùng mình phải quên hết tất cả thế giới, quên luôn cái thân, quên luôn cái tâm, mình muốn mà đạt đến cái cảnh giới kêu bằng chân tham đó thì phải là kêu bằng vô tâm mới là chân tham. Tức là vô tham, tức là không biết mình tham. Luôn cả mà mình tham thiền cũng quên luôn. Nhưng mà cái nghi tình cũng còn. À, thì lúc đó đã là đến thoại đạo rồi đó. À, nhưng mà mình bây giờ đó, nếu mà mình quên đó, thì người ta, người khác nói là mình cũng như họ đó, khi mà thông minh lanh lợi lắm mà không thắng. Thế người như khờ ấy, ngốc ấy, nhưng mà thực sự là không phải. À, là tiến bộ. À, muốn mà đạt đến tới mà cái bằng vô tham đó là chân tham á, thì lai quả thiền sư nói đó, nếu mà người ta hỏi tên mình còn trả lời được á, mình còn biết, còn nhớ cái tên của mình là chưa tới cái chân tham. Nếu mà người ta hỏi tên mình quên rồi, không biết cái tên mình cái kêu gì đó. À, lúc đó là mới là tôi gọi là chân tham đó. À, luôn cả cái tên mình cũng không biết nữa, cũng không nhớ nữa. Bà con cũng thử như thế quên tất cả gì vậy, khi quên ăn bây giờ con quên ăn tới giờ mấy cô mời đi mời đi dùng thì đỡ rồi, bắt giờ nó quên, nó gặp chỗ nào có ai có ăn đâu, không có nhớ là mà mời ăn không mời không. Không có sao gì hết á. À, cũng như ngày hơi dương á, có khi 2-3 tháng không có ăn. À, cũng vậy à. Mà lại sống tới 120 tuổi nữa. Muốn xe là có tiền. Nhớ là không tiền. Cái nhớ là không tiền, cái cũng nghe cái nhớ rồi nó cứ nhớ rồi, sao sao cũng lớn ngoài đó, chắc là cái phần biết là sao biết là có người ra cài đặt được. Phải rồi đó, cái đó là cái tự tánh là automatic đó. À, đó là tự nhiên. À, cho nên mình nếu mà mình giữ được cái căn bản mà vô tới đắc, vô tới cào, vô tới sợ đó, thì tự nhiên mình mau được mà cái dụng của tự tánh được hiện ra đó, automatic, mình khỏi cần lo gì hết đó. À, quên tất cả hết trơn, nhưng đều những cái chỗ mà thay đầu thì không quên. Nhìn cái sáng suốt trên kệ lời Phật nói mình cũng không quên. Chụp đi đối đãi với đời á, đi đâu gặp thì có khi gặp ta hỏi, gặp hỏi người ta nói vô cùng. Cái là cũng đừng có sợ đó, mình nói là vô sợ đó. À, đừng có sợ người ta hiểu lầm mình, thì lâu ngày người ta sẽ biết à. Hả? Mình cái gì cũng phải quên, nhưng mà ngoại đầu không được quên thôi. À,
từ rồi thăm lại đọc thấy những kết quả nhiều lắm, nhiều cái này cũng biết được. Mà có cái chỗ mà cái cầu có mà đọc đọc thì chưa có một cái tiền tiền như con không có cầu, mà con từ khi con thấy như con cứ mong thì con thấy một cái chỗ nào rộng thì con cứ mong muốn cái chỗ nào nó rộng, mình cũng coi vậy đặng mà có cái tiền mất. Con cái chí tôi muốn có cái chí đó, cái chí là đi ra đi đâu mà muốn có chỗ nào còn có ở vùng thấp thì nó minh mông chỗ cái đó mặc dầu cái đó là tốt á, nhưng mà có cái tâm muốn cầu cũng là không được. Dạ, cũng à. Kẹt đó. À, cũng là không được. Cái nhân gian á, nếu mà có nhân gian tự nhiên nó đến à. Tức là mình có giao cái nhân á thì phải được kết quả à. Nếu mà mình không có cái nhân á, tự nhiên không có được kết quả à. Cho nên nếu mà mình có do cái nhân rồi đó thì cái quả tự nhiên nó sẽ đến. Nếu mà không có nhân mà muốn cào cái quả thì không được à. Cho nên tôi nói là nếu mà cào á, cào được là phá hoại cái nhân quả. Phá hoại nhân quả tức là phá hoại Phật pháp. Ước là con không biết, em ước giữa ước mà con biết cái đó học được. Nên là thôi, con không hay con cầu. Không có cầu. Cũng như mà cái hồi nào không có nghĩ đến mà lại đây trả thiệt thắc. Mà cái nhân viên nó lưu lên. Lưu lên mà lại đây trả thiệt thắc á. Tôi đâu có tiếng mà tới lời lại lại mà đã thật thắt. Thầy nói cái cảnh giới chân tham đi tìm thành khối, đi tìm muốn buông buông không được, cảnh tưởng muốn giấy lên giấy lên không được hay không? Con xin hỏi cái tình trạng ý tình đó nó kéo dài như thế nào? Trong thời gian đó chúng con suy nghĩ xảy ra đó, tu hoạt ý thức nhiều, va chạm với cảnh giới nhiều thầy. Là một. Thứ hai nữa là quên, nếu mà không quên tên mình á thì là tốt, thì rất là tốt. Nhưng mà ví dụ như là nợ tần ai được quên hay là sao? Và ví dụ nữa là phải làm giấy tờ này kia được quên thì tên một đời mà không gì hết. Cái là hồi nãy tôi mới nói là cái nhân quả đó, nó là tự nhiên ha. Cái nhân gian đó là tự nhiên à. Tới chừng lúc đó đó, cái dụng có khi nó cần á, cái nhân gian tối đó thì cái dụng automatic á, cái dụng của tự tánh automatic nó dập dập à. À. Cũng như bây giờ đó, cũng như mà tôi thường nói là Trung Quốc Anh á, là tốt cầu duyên á, thủ mong á, nó không cần lễ trái banh, nhưng mà nó tự nhiên nó chọc được trái banh. Hồi trước chưa có thăm thiền á, lễ trái banh, nhưng mà có khi chọc được, có khi chọc không được, thì người ta la vào cử. Rồi á, đang tham thiền thì không có lễ trái banh, nhưng mà lại trái nào cũng chọc được, không có trái banh nào mà được lọt vào cử cả. À. Thì cái dụng cứ tự tánh là automatic, nó khỏi cần qua ốc. Bây giờ mà cũng như mà cái cô mà cái bằng chị Hằng Thiền đó, cắt mai á, thì mai tháng trước qua Mỹ rồi đó, thì cũng mà cắt mai cũng không biết vậy, quên rồi, quên cắt, quên cái thích tắt nữa, mà nó không có cắt lộn, không có cắt lộn. À. Thì chứng tỏ cái dụng của tự tánh là automatic, nó không có cắt qua ốc, nhưng mà lực làm trong các công việc tại ốc, cũng như cắt mai thì phải tại ốc phải lấy, nhưng mà nó không, nó quên cái tay lăn cắt mà nó quên. Lại mà người em hỏi là mai phan mai tóc nó không biết, vô lý không biết làm sao cắt, nhưng mà nó làm được. Bạch sư phụ mà con đề thay đầu đó, mà tao thấy lúc thì đề nó được rõ ràng, lúc nó không rõ ràng, làm sao thì nếu mà
không có rõ ràng đó thì phải để chậm chút. Cũng như mà niệm Phật là ai á ha, mau quá thì nó không rõ ràng á, thì mình để chậm lại. Niệm Phật là ai, từ chữ nó cái bằng rõ ràng á, thông minh á. Đang hang cái bằng lịch thông minh đó. À. Nếu mà mình đề gấp quá thì nó không có rõ ràng. Phải để chậm lại. Nhưng mà những người mà có tăng gấp đó, à, cứ lề mau nó làm cho cái thần kinh nó căng thẳng quá đó, thì cũng không được, cũng phải để chậm lại. À. Những người mà thần kinh căng thẳng quá rồi đó, à, thì phải để chạm cho chạm. Nghe là cái bộ mà hồi nãy con tham đó, mà thanh tâm con nó mất rồi, sao nó vô cái chỗ mà thanh định nó yên lặng trong đó, mà thở đầu nó trong đó con biết nó là gì hết. Rồi quên thở đầu luôn hả? Có, rồi gấp cổ con nó gục xuống rồi nó nhạt thở ngốc rồi. Mà con phải đầu không? Đúng là cờ. Con phải đầu thì được. À, con phải đầu á, thì dứt hơi thở cũng đừng có sợ. À, đừng có ngọt nói ngọt, mà đứt hơi thở cũng được sợ. À, chỉ mà càng còn tại đầu là được. À, nếu mà tại đầu cũng quên luôn là không được. À, thanh thanh tịnh tịnh, không có vọng tưởng, mà không có nghi tình, thì lọc vào cái bằng vô ký không là thiền bệnh. Chẳng thà mà có vọng tưởng mà có nghi tình là tốt hơn mà không có vọng tưởng, không có nghi tình. À, nhưng mà tới thanh thanh tịnh tịnh, không có vọng tưởng á, đừng có nói cái ý mà ham thích. À, nếu mà nói cái ý ham thích á, thấy mừng á là cũng không được. À, thanh tịnh không biết thanh tịnh, tức là ngoài ra cái nghi tình cái gì cũng không biết thôi. Trong đều có học mà giảng về đại bản hiện thân, trong đều nó đông mấy việc đó thủ nữa giảng tiếp tục. Bây giờ á là 15 chục á, trong là chục cái đó là thành nhiều là về cái tục quan hết. Họ các bạn quan hệ cái cá nhân đó, còn phải đào là chỉ một câu hỏi thôi. Công án có chuyện tích á thì nó phức tạp hơn, nó dễ mà làm cho mình lọc vào cái đi tìm hiểu suy nghĩ á, thì thành ra lọc vào cái hồ nhi đó, không phải là chánh nhi. Còn thoại đào á chỉ một câu hỏi thôi, mình không hiểu đáp không ra hỏi nữa là dễ thực hành đúng theo cái chánh nhi đó. Cũng như người ta tham cái chữ vô của Diệu Châu đó, cái đó là cái công ác. Tức là một vị tăng hỏi Diệu Châu, còn cho có thật tâm hay không, rồi trả lời nó có. Rồi á, người gì đó đi ra, người gì khác vô hỏi con cho có thật tâm hay không, thì nó không. À, thì hỏi cái chữ không đó, nó không phải là câu hỏi, cái chữ không là chữ khẳng định. Nhưng mà cái công án nó là tại sao mà Triệu Châu á một hồi nó có một hồi nó không, à, vậy cái ý của Triệu Châu nó ở chỗ nào? À, thì nó phức tạp, nó dài lắm. Còn cái thoại đào đó thì cái bổn thân của thoại đào là một câu hỏi, có cái dấu hỏi sẵn sàng rồi đó. Câu hỏi thì phải có đáp, mình không hiểu đáp không ra cái thắc mắc đó là tức là nghi tình rồi đó. À, thì nó lươn giản, mình dễ tham. Học cái câu khác đó
nó hơi khó, khó một chút. Cho nên á, tôi chỉ dạy người ta sanh xoài đào, không dạy người ta sanh cô pháo, như vậy đó. Thầy, con nghe xuống lời lẽ thường sơ trường Pháp Tây Đi Luật đó. Thì tôi, chịu cho thường thường có nói câu là Lão Tăng ba mươi năm chẳng mặc pháo ông thôn, chẳng tạp dụng tâm, mặc pháo ông thôn là tạp dụng tâm. Bây giờ đó, mình á, thì mặc áo ăn cơm là tập dụng tâm. Nhưng mà tổ kiến tánh á, thì mặc áo ăn cơm cũng không có tập dụng tâm. Cái đó là thông cáo cho mình. Tại sao mà mặc áo ăn cơm mà tập dụng tâm? Mặc áo cũng không có nói chuyện. À, mà ăn cơm cũng khỏi cần nói chuyện. Mà tại sao mà tập dụng tâm? Thì cái đó đó, cũng có một cái công án á. Tức là một con quan nó hỏi một thiền sư đã kiến tánh rồi, à, hỏi ngài có tu hành hay không? Có chứ. Nó tu cách nào vậy? Thì tôi đói bụng ăn cơm, buồn ngủ thì ngủ. Nói vậy thì người nào cũng tu hành, không có người nào mà không tu hành với vậy. Người nào cũng là đói bụng ăn cơm, buồn ngủ là ngủ. Thiền sư nói khác. Nó khác chỗ nào đâu? Nói tôi ăn cơm là chỉ là ăn cơm thôi. Còn người ta ăn cơm đó, không chịu ăn cơm, cứ so sánh lưỡi thứ này nọ. À. Còn á, tôi ngủ chỉ là ngủ thôi. Còn á, người ta ngủ không chịu ngủ, cứ nghĩ cái này ngay cái nghĩ cái kia. À. Thì cái đó là tập dụng tâm đó. À. Con điển là lai quả thực sư, điển hai có biết là các câu thoại đầu, ví dụ như là Phật là ai thì câu đầu thoại đầu đó là của người ta thì không dùng được, còn câu thoại đầu của chức năng nói được nữa. Cái câu thoại đầu của người ta đó chỉ là niệm thoại đầu, câu thoại đầu của mình đó là tự mình hỏi mình, là hỏi chứ không phải niệm. Nếu mà chỉ niệm á, không có nghi tình á, là câu thoại đầu của người ta. Nếu mà hỏi, có thắc mắc á, mình đáp không ra đó, là mới là của mình. Mình đối với câu thoại này mình muốn hiểu, mà hiểu không nổi, tức lắm. Làm sao phải hiểu nổi mới được. Nhưng mà không hiểu nổi, đắp không ra đó, cái đó là cái câu thoại đầu của mình. Còn chỉ là niệm ở trong bụng á, niệm qua vậy đó, là câu thoại đầu của người ta. Chứ không có ý muốn hỏi mà không có ý muốn đắp. Hả? Nói rồi, nhà đó có, tôi nói rồi. Niệm Phật thì có thể hiểu thật pháp tử, thiền chú thì có biết thật không, niệm Phật thì có thể hiểu thật pháp tử nhưng không cho biết những lối biết Phật, vậy nó có khác pháp ra tham ở đầu ở chỗ mà có thể đi đến những lối biết Phật. Cái niệm Phật đó là thuộc về cái pháp môn tịnh độ, còn tham thiền á gọi là tổ chư thiền, cũng gọi là đạt ma thiền, là tại tổ đạt ma truyền qua Trung Quốc á lập ra tổ, cho nên cũng gọi là đạt ma thiền. Mà thì Phật Thích Ca lơ lên một nhánh bom thân truyền cho Mahakajip làm cho tổ, rồi Ma Ca Diếp truyền cho Nhị Tổ là Tôn giả A Nan, mà Nhị Tổ A Nan đó truyền cho Tam Tổ là Sư Na và Tu, à, là từ tổ truyền xuống, cho nên mới gọi là tổ tư thiền.
thì tổ tư thiền á nó chỉ cần có cái ngộ à, chỉ cần cái ngộ thôi à, là lúc trực tiếp thẳng ngộ, cho nên cái bằng trực chỉ nhân tâm chân tánh thành Phật à. Thì á, nếu mà người mà cái sức nghi nó mạnh á, có thể một hơi á thâu tam quan đặt đến là cái đỉnh núi Niết Bàn, tức là cùng à. Còn á, cái tịnh độ niệm Phật được giảng sanh á, chỉ là bắt lưới thôi, không có trục lưới nữa thôi à. Mà nếu mà hạ phạm hạ sanh á, ở trong bông sen phải trải qua 12 đại kiếp, cái thời gian không biết bao lâu à. Với đề một đại kiếp là bông trung kiếp, một trung kiếp là 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp mà 16 triệu mấy năm à. Mà coi coi 12 đại kiếp bao lâu à, thời gian bao lâu à. Thì á lại cuối cùng á cũng chưa có tới mà để nuôi nhắc bằng nữa à, tức là không có bị á, không có nghi thì không có ngộ à. Sau này đó nó cũng phải chuyển thành thiền, nó mới lực lên tới đỉnh núi Niết Bàn đó. Như Lai thiền á thực về giáo môn, còn tổ tư thiền á là cái bằng giáo ngoại thiệt thiền, nó ở ngoài giáo môn à, ở ngoài truyền giáo. Như Lai thiền nó có giai cấp, còn tổ tư thiền không có giai cấp. Từ địa vị phàm phu trực xứng thập Phật quả, còn Như Lai thiền á thì nó cũng như Kinh Lăng Nghiêm á, tất cả tới 57 cấp là đen là càng huệ, rồi tới thập tinh, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi trên thập hồi hướng còn bốn gia hạnh nữa, à, rồi mới tới thập địa, rồi mới tới đẳng giác, diệu giác, diệu giác là Phật, à, phải trải tới 57 cấp nè. Còn tổ tư thiền á, khỏi cần cấp nào, thập địa, mẹ vị phạm phu rồi. Có thể tập trung thập quả thôi, phải qua cái cách là sẽ cấm nào cả. Hôm qua thì có nói là về trong tham môn á, trong trăm sửa nó chưa toàn diện tích của lễ văn võ quân bình là họ. Tôi không biết là sao nữa. Thực tình, chính xác cho tôi là, xin mong. Thì á, phải tin tự tâm đó. Phải tin tự tâm là Phật, mới là cái bằng chân tính. Nếu mà tin ngoài tâm có Phật, là tà tính. Tham thiền á, phải tin tự tâm. Nếu mà không tin tự tâm thì, dùng công thế nào á, cũng không được chấm tấn. Bởi vì chứng tấn là chứng cái tự tâm, chứng cái tự tánh Phật. Nếu mà mình không tin thì làm sao mà chứng được à. Thì chỉ tin cái pháp môn á, thực hành cả mấy chục năm, cả trăm năm à, bao nhiêu cực khổ cũng là chứng tấn thành lực. Bởi vì là không tin rồi làm sao chứng được. Cho nên nó cạc tin cái tự tâm đó. Giáo môn á, dạ. Còn nhớ dạng, thuyết giảng. Cái tôi, cái giảng kinh của tôi á, khác hơn các pháp sư giáo môn giảng kinh. Bởi vậy, tôi giảng kinh á, là muốn làm cho người ta tăng thêm cái lòng tin, tin tự tâm. Chứ không phải là tôi giải thích cái giáo lý cho người ta hiểu thêm cái giáo lý cao siêu.
lúc tôi giảng kinh á, tôi lão quét cái giáo lý cao siêu cũng như hôm qua đó, đã có nghe hả? À, gặp giáo lý cao siêu, cao hơn thật cũng quét được. À, nó khác hơn pháp sư giảng kinh. Là cái mục đích tôi giảng kinh là người ta lễ người ta tin tự tâm, là lấy tất cả tâm thần tu vào câu phải đạo, làm được mau cái tâm. Thế không phải là tôi giảng cái giáo lý cao siêu để cho người ta biết thêm cái chi giải để chướng ngại cái chánh tâm. Tức là hiện cho con xin lựa phép để hỏi một câu là thông thường ấy, trên cái phương diện hành minh tâm là kiến tánh theo cái sự học phổ thông và cái sự minh tâm kiến tánh của người đã tập tu và học tiếp, hai cái nó khác ở chỗ nào? Cái Phật giáo Phạm Loan nghĩ cho con nghĩ cái minh tâm tức là chân tánh tức là minh tâm á. Còn á, bây giờ bốn chữ minh tâm chân tánh với cái sự thật mình thân chứng đó thì nó còn cách xa lắm. À, bởi vì minh tâm chân tánh là cái lời nói dân tự, còn cái thực chứng của mình á nói không được. Hôm qua đã nói đó, ngôn ngữ đạo đoạn tức là cắt hết giúp cái ngôn ngữ. À, ngôn ngữ đó tiếp xúc nó không được, tư tưởng suy nghĩ cũng tiếp xúc nó không được. À, cho nên bây giờ nói minh tâm chân tâm á chỉ là cái phương tiện lập ra cái danh từ á để mà nói cho mà hiểu phần nào thôi. À, không phải là cái kinh nghiệm của thực chứng, thực chứng là phải kinh nghiệm, còn minh tâm chân tâm là cái giả danh thực về cái lý luận thôi. Cái đó nó là như vậy. Cố ý phải như vậy cho thầy. Cái bây giờ đó mình bắt nào phải cố ý khỏi như vậy. Tập cho nó quen rồi đó. Cái dụng công ít thí sức của trong phong nói đó thì phải lấy cái sự sinh tử đó làm cái cần thiết. Bởi vậy ông không chừng mà ngày mai mình chết rồi, à, mà chết rồi đó thì không biết là mình đi vừa lâu, à, thì ví dụ đó mình còn mạnh nè, tôi chết mình phải giải quyết cho xong, để rồi mình chết rồi đó, không biết còn có cơ hội nữa, cho nên đó phải biết cái sự sinh tử đó, à, thường nói tới cái sự sinh tử làm cho mình phải mà đừng có quên cái câu thoại nào, à. Thì lâu ngày á thì nó ít thí sức, nó thành thói quen rồi đó, cái bằng thường thuộc rồi đó thì nó là ít thí sức đó. À, nhưng mà bằng nào đó mình phải cũng phải cố ý mới được, rồi tới quen rồi thì khỏi cần rồi, nó ít thí sức rồi thì cái phải nào nó cũng automatic, nó cũng nghiêng mặt hoài đó. Nhưng mà phải từ lạ tập thành quen. Con thấy là con thấy tình nguyện một tâm nghiệp không mới được đó sư phụ. À, cái chỗ đó dụng công tình nguyện một đó, mình có thể là dụng công có chút thấy cái đời sống mình ngắn ngủi như một nguyện. Không phải, mình từng có mà phát hiện cái này cái kia, cái đó là vọng. À, mình chỉ có mà nghi thôi, cũng như tôi nói là chân nghi, là chỉ cho tâm nghi, không cho tâm đi tìm hiểu. Nếu mà mình phát hiện cái này cái kia là tôi cho tâm đi tìm hiểu rồi đó. Là lọc vào hồn nhi rồi đó. Nếu đương tâm những người kia nó chết tiếng ở trong lòng nó không làm cái gì. Dạ. Đương tâm vậy nó sẽ tự nhiên nó lại chết đứng tại cái con thật đầu sao cái gì. Nó chết tiếng làm như nó chết thì nó chết. Cái khóc mà khóc giờ đóng cửa đó. Thì ngoài nó là bạn à. Thì ngoài. Ở ngoài đây.
Dạ. Con đi xa mà qua nhé, đi nhanh nhanh nhớ lại mấy cái tình cái đầu đó, mấy cái nó chết đứng là. Mà con nhiệt tình không? Không có nhiệt tình, mất cái đầu. À, vậy là không được rồi. Thế mà chính đứng không có nhiệt tình mà lúc đó cũng không có vọng tưởng nữa. Phải không? Dạ. Thì nó lột dọc vô cái không rồi. Là không được là cái chuyện bệnh. À. Mà cái cảm giác nó làm như nó còn in lại hoài, nó còn tham, nó không tóc. Tham tới hoài á, mà nó vẫn lẫn. Tức là có thoại đầu mà không có nghĩa tình hả? Nếu mà có thoại đầu không có nghĩa tình thì còn được. Thì cũng phải cứ hỏi tới hoài hả? Nếu mà mắc luôn có thoại đầu mà không có vọng tưởng là lột dầu cho chứ không? Không có đặt mình mà là sao tinh nghĩa không rơi vào cái trạng thái để chấp trước cái lý tự tâm, tinh tự tâm là Phật đó. Có khi có người học nhân họ chấp trước chuyện lý đó, họ bị phá cái này, họ không muốn làm sao mà đặt việc tinh đúng như thế, nó là tinh tâm mình là Phật. Cái là tại đắc thật cái lời nói đó. Cái lời nói nào đó chỉ là phương biệt, phương tiện tạm thời thôi. Nếu mà chấp thật cái lời nói đó thì là sai lầm. Mặc dù cái lời nói đó là nói của Phật, nếu mà mình chấp thật là cũng là sai lầm. À, hãy ở trong cái lời nói đó và hiểu cái ý của Phật mới được. Cũng như mà Phật thường thí dụ đó, cái lời nói là cái ngón tay. Nếu mà mình hiểu cái ngón tay đó là sai lầm, là muốn nhờ cái ngón tay mình ngó được mặt trăng. Cái ý của Phật á là mình tùy theo cái ngón tay mà mình ngó được mặt trăng, chứ không phải là muốn cho mình hiểu cái ngón tay. Nếu mà mình hiểu cái ngón tay là sai lầm. Còn Phật, thưa Thầy, tổ đầu tiền của Thầy, khi nào siêu tổ thôi, dùng để hai họ cho cái khẩu đầu tiền đó, là nói những người đó, tự mình không có hộ, chỉ cái tức là lọt cái nếp nhăn của người mà khác á, mà để dạy người ta, cho nên kêu bằng là thảo đầu tiền, chứ không có thực tế, chỉ là nói bằng miệng không. Với cái kinh nghiệm thực tế đó, không có dính dáng gì cả, cho nên mới gọi là thảo đầu tiền, chỉ là nói bằng miệng thôi. Mà Phật, vậy sao mà có nhiều cái câu chuyện đó, kể lại là những cái môn khẩu hay câu đó nhiều người được lộ. Cái ngộ đó là do cái người đó tham tới cái cảnh giới đó, nó được ngộ rồi, chứ không phải là do cái thảo đào chè mà được ngộ. Cũng như mà người ta bị nắm một bàn tay nó ngộ, cá một cái nó ngộ, hay là nghe người ta ca một tiếng hát nó ngộ. Cái đó đọc lại mà thảo đạo tiền đó là có chuyện cái công phu thành khối rồi đó, thì gặp cái cảnh duyên nào cũng có thể ngộ được, chứ không phải là nhờ cái thảo đạo tiền mà ngộ. Và thầy quan nghĩ thầy nói về cái pháp tiên dọc, biết dọc